Xin chào. Xin chào. Tôi tên là Alexander Tú. Tên là Thanh Boy. Văn hóa và đàn ông. Đây là lần đầu tiên mà Thanh làm một cái photoshoot mà bị bắt cóc và bị cột lại như thế này. Nhưng mà Thanh nghĩ là đây là một cái cách mà Thanh và Alex sẽ phá cách một chút xíu để cho mọi người thấy một khía cạnh khác, một khía cạnh mới của Thanh và Alex. Đã ý tưởng cho photoshoot này, Alex rất là thích, tại vì phải đứng gần, phải gần gũi với Thanh. Rất là hay, Alex rất là thích. Thậm chí ra tháng 9 mọi người sẽ đón nhận nhau một cách tích cực nhất có thể.